Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham gia cuộc thi ai là người có cú đấm mạnh như Saitama nha các bạn ơi. Hiện tại bây giờ mình đang ở đấu trường nè các bạn. Đây, ôi mà cái này chưa. Cái này là phòng chờ các bạn ơi. Và ở chỗ này nó sẽ có rất là nhiều cú đấm để chúng ta sở hữu. Nhưng mà các bạn nên nhớ là chúng ta phải đạt được 50 cú đấm thì chúng ta sẽ được cú đấm soda nè các bạn. 100 cú đấm sẽ được gọi là cú đấm gọi là hả? Cái này giống như là phân thân chiêu thuật các bạn. Anh lướt. Hoặc là 150 cú đấm các bạn sẽ được gọi là cú đấm thay đổi hình dạng các bạn ơi. Hoặc là bên này chúng ta sẽ có cú đấm của thần các bạn. Một đấm là ngõm luôn các bạn thấy chưa. Rất là nhiều nè, cú đấm UFO nè. Rồi cú đấm người khổng lồ nè. Đấy, nhiều lắm các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ xem coi nhiệm vụ là cái gì đây. Nhiệm vụ là 50 cú đấm nè, 75 cú đấm nè. Rồi rất là nhiều luôn các bạn. Và đây chính là những cánh cổng để chúng ta tham gia. Đây là đấu trường nè, kế bên là trận chiến đôi nè. Còn kế bên nữa là trận chiến đấu tay đôi các bạn. Đó, ghê chưa. Rồi bây giờ thì chúng ta chiến thôi các bạn à. Rồi cái gì đây. Ê, trời. Cục đó cục gì trời. Ôi quá. Cục này cục gì vậy? Sao nó đụng vô cái. Ôi khoan, các bạn nhìn nè, đây là mình chỉ đấm vậy nè các bạn. Đó, mình sẽ được đấm liên tục. Nhưng mà các bạn thấy ở đây không? Toàn là siêu nhân thôi chứ không phải là người bình thường nữa. Đó, chúng ta sẽ gọi là ra đây xem nha. Mình chạy nhanh được không ta? Mình không chạy nhanh được nha. Nhưng mà ê, khứa xanh nè. Tới đây nào em. Ui từ. Đấy, các bạn sẽ tán. Đôi khi mà các bạn đấm chúng nó sẽ gọi là bị văng ra ngoài nha các bạn. Ui nó có máy tính kìa. Máy tính gọi là hiện đại các bạn. Ây da, ủa cái người của mình. Cái gì vậy, sao chân thành tay, tay thành chân là sao vậy trời. Ui đánh rớt kìa. Ê, từ em ơi. Từ, ây da. Này thì nè, rớt xuống luôn. Đây, mình sẽ đánh nhau với con chó Doge này. Ây da, này thì, ơi cẩn thận em ơi. Từ em ơi, rớt nào. Chưa rớt nữa, từ em ơi, rớt. Yeah, được một thanh niên rồi. Trộm. Tiếp tục lựa sức mạnh của các bạn ơi. Thứ bảy giờ sức mạnh của mình cũng khá là nhiều rồi. 150 nè. Cú đấm thay đổi thế giới à. Ghê hả? Đâu để xem coi. Cú đấm thay đổi thế giới. À đây này, có cô hồ gái đang trốn nè. Ui ơi. Ủa thay đổi gì đâu. Ê. Có thấy thay đổi gì đâu. Thấy mình bị người ta đấm không à. Ui. Có lo phe nữa các bạn. Lo phe nè. Đấm một cái nằm bẹp luôn các bạn ơi. Lo phe nè. Trời ơi, cú đấm mình tạo ra cái gì vậy trời. Này thì nè, đông quá. Các em né ra cho anh. Úi ôi, các bạn nhìn nè, cái đầu của mình nè, cái chân nè các bạn thấy không. Cơ thể của mình đã bị tụi nó gọi là biến đổi rồi. Ui đông quá bạn ơi. Ui gì vậy. Rồi xong. Kết thúc rồi các bạn ơi. Mình nghĩ là cái này là chiêu ngưng động thời gian của đứa nào nè. Ồ, thanh niên này các bạn ơi, ngưng động thời gian các bạn. Ngưng động thời gian nè, hên quá. Này thì ngưng động thời gian. What. Sức mạnh ghê quá các bạn. Đâu để xem con cú đấm của mình là sao. Cú đấm của mình là sao? À mình phải chạm vô người khác mình mới biết được. Đây mình đi vô. Đây. Cú đấm, từ em ơi. Để anh coi cú đấm của anh là cái gì. Wow. À, cú đấm gọi là ui nó nhảy xuống các bạn. Này thì đứng đây nè. Rồi. Đây nè. Ui, nó lượm được cái cục gì nè. Cú đấm thay đổi thời gian. Ủa, à, mình sẽ lướt lại cái chỗ luôn các bạn. Là kiểu như ơi các bạn thấy không? Cái tay của mình. Sức mạnh đóng băng nè, đóng thời gian nè. Trọng lực coi. Ủa, mình bay à. Ủa, sức mạnh này cuối cùng là để làm gì? Trời ơi, giống như xì hơi bay lên trời. Wow, hình như cái đó là của mình. Ui, cái đó là sức mạnh của mình thì phải. Chạy đâu, mấy đứa chạy đâu, từ từ. Sức mạnh đây. Đâu rồi, để xem coi có thiên thạch rớt xuống không. Rớt xuống một đám này nha. Rớt xuống nào. Có không? Ủa, trọng lực là phải gọi là kéo gọi là cái hành tinh xuống chứ bạn. Cụi cầm kiếm đó bạn ơi, chơi vậy hết khích cứu rồi. Tập trung vô để có sức mạnh đấu trường cho nó xịn sò con bò các bạn ơi. Đây. Bây để xem coi, rất là đông người ở đây các bạn ơi. Cố lên. Ôi mà cái này khoan, cái này là vô đấm nhau hay sao. À, cái gì đây. Em sẽ thắng anh Len nè. À lo phe này muốn thắng mình nè. À. Không dễ đâu cưng. Ra đây biết. Ui gì đây. À, đấu trường solo 1-1. Trận này căng à các bạn ơi. Đấm nhau đi. Sao lắc chứ người ta. Thôi mà đừng có lắc mà, đấm vô đi, đúng rồi. Trời ui. Ui các bạn nhìn cái vòng kia. Vòng bo đang co lại các bạn ơi. Xong phim rồi, con chó đo ghe xong phim rồi xong. Ui là mình các bạn ơi. Mình với gọi là khứa xanh. Vô đây. Uầy, bình tĩnh. Này nè. Ui, này nè tôi. Ui tôi té em ơi. Có chừng té, này thì có chừng té. Ui, gì đây. Trời. Đừng em ơi, thanh niên này mạnh lắm bạn, thanh niên này có chiêu ngưng động thời gian nè. Ủa mà vô đây nó không cho mình xài chiêu ta. Chắc là hạn chế các bạn, cẩn thận té em ơi. Cẩn thận té, quá ghê các bạn. À đây, thanh niên này muốn solo với mình nè. Vô đây nào, lo phe. Lo phe muốn gì đây.
À, và đây là gì? Và đây là dầu đẹp trai. À, ghê. Ghê nè. Rồi, nhảy đi em. Nhảy đi nè. Nhảy đi. Này nhảy. Ui, trời tưởng chưa rớt chứ. Vô. Ui, nãy giờ mình thắng mấy vòng liên tiếp luôn. Ra đây solo. Ui. Tập trung nào. Ở đây mấy thanh niên này gặp mình nó sợ hay sao ấy. Nó thấy mình quá mạnh và đẹp trai nên là ráng à em. Wow, ơi, đánh rồi. Chạy. Thanh niên này gọi là xăm chỗ đầy mình mà sao sợ mình dữ ta. Trời ơi, xăm chỗ đầy mình. Cái này các bạn phải canh cái thế vô nha. Khi mà vô là các bạn sẽ gọi là đánh liền. Rồi, thanh niên là ai đây? Thanh niên này đáng sợ bạn Billy à. Billy. Ui. Vô nè Billy. Vô nè Billy. Spam liền. Ơi, từ từ bạn ơi. Bám tiếp. Vô, quá đẳng cấp. Mình quá ghê luôn các bạn ơi. Còn hai đối thủ nữa. Thanh niên này với con Doge. Này thì em ơi, anh ở đây là chùm ở đây rồi, khỏi nói. Wow, mình đánh ghê các bạn. Này thì, ui, cái gì vậy? Con chó đang tức giận. Con chó nào? Chó Doge à? What? Con chó nào đang tức giận ghê vậy? Tức giận nè. Còn cái nịt chứ. Ê, đấm lại kìa. Nó tức rồi các bạn ơi, đừng nó cắn á. Coi chừng nó cắn. Ê, một khuyết nữa. Ui, nó lật ngược hết cờ bây giờ. Ui, trời. Nè, chạy nè, xuống dưới đó. Oh, yeah. Ui, con chó Doge khổng lồ tức giận rồi em ơi. Đấm nó nào, thấy chưa? Nó khổng lồ thì mình đấm nó thôi. Cho nó lên trời luôn đó bạn. Wow, cảm ơn. Cho tôi lên trời rồi. Xíu tí nữa là bị nó đứng lên đập. Doge khổng lồ sợ hả? Sợ gì? Này, tranh thủ mình cũng phải đấm người ta nữa các bạn, chứ phải đấm chó Doge không đâu. Phải đấm người ta để mình gọi là có cơ hội. Oái, ghê chưa? Sức mạnh nè. Sức mạnh lên trời nè, thấy chưa? Đánh chúng nó cái nó bay lên trời luôn bạn. Nắm đấm boomerang là sao ta? Mình chưa sử dụng cái nắm đấm này, mình cho các bạn coi cái đã. Boomerang là sao? À đấm đây nè. Các bạn thấy không? Lò phè này có robot đẹp quá. Từ để mình xem coi nắm đấm boomerang là như thế nào. Đây anh test chiêu cái em ơi. Ra đây anh test chiêu cái. Ra đây, kìa tới đây với anh nào. Mấy đứa tới đây, anh thua. Trời ơi, các bạn nhìn này. Cái đầu của mình bây giờ thành cái chân nè, mình đi cái chiêu gì luôn bạn. Tụi này nó rồi. Cú đấm boomerang nè. Trời ơi, đẩy ra các bạn không? Ghê. Ây da, lò phè này nó có skill ghê quá. Robot khổng lồ. Ê, đây, bù đông vô, bùm mê răng nè. Wow, cú đấm bùm mê răng này farm được các bạn ơi. Này thì lo phe to nhưng mà dễ bị đấm. Càng to càng dễ bị đấm nha các bạn. Đừng có tưởng to là ngon. Tiếp tục bùm mê răng nè, thấy chưa? Cái này farm cực kỳ đã luôn các bạn ơi. Mình đã tìm được một cái cú đấm farm đã rồi. Các bạn cứ lấy cú đấm bùm mê răng các bạn farm. Nó mua vô một cục là các bạn farm nè. Bùm mê răng. Đấy, thấy chưa? Lên điểm rất nhanh luôn. Ây da, nó chơi cái gì vậy? Nó chơi soda. Đây, bu đông nữa. Ấy, bu càng đông càng tốt. Trời ơi, mất máu ghê quá. Ây da, chưa được. Ấy, đừng em ơi. Anh đâu làm gì đâu, anh làm gì kia ghê. Bum mấy răng nè, ui phóng lộn rồi. Ây da, trúng kìa rớt kìa. Ấy da, trời lên điểm quá trời luôn. Đừng Doge ơi, Doge à. Ơi em ơi, em còn, ấy da, cái gì vậy trời? Lái xe vô đây luôn hả? Xe tự chế. Ui xe nó mất. Ui mình bị dính sóng thằng chất độc rồi. Nó dính. Ui được rồi. Em đi ra chỗ khác chơi. Em còn non và xanh lắm. Chưa đủ tuổi đánh với anh đâu. Bùm mê răng đây nè. Thấy gì chưa? Gom một cục. Bùm mê răng đã lắm bạn. Thấy gì chưa? Con Doge nè. Ê da sóng thằng chất độc nè các bạn. Bùm mê răng đây nè. Đấy, gom một cục vô luôn. Đứa nào phóng bánh kìa. À lo phê hả? Nó thích ăn bánh nên nó ném bánh các bạn. Tới đây anh nói nhỏ nghe nè. Tới đây mấy đứa, đúng rồi, càng đông càng tốt. Tới đây, anh phóng boomerang nè, thấy gì chưa? Lo phe nè, chưa có tuổi. Ây da, hố đen của đâu đen. What? Ảo vậy? Rồi xong rồi, đi xuống dưới lòng đất luôn. Ê. À, vô đây solo 1-1 à. Được, vô đây. Hố đen của đâu đen à. Hố đen của đâu đen à. Ở đây chơi thì kêu được không? Không chơi thì kêu được các bạn ơi. Ở đây chỉ đấm thôi. Vô solo 1-1 nè, chưa có tuổi. Quá đã, mình quá mạnh luôn các bạn. Thử thách gì nữa đây? À, thử thách đào hố cho tụi này nó té các bạn. Mình hiểu rồi. Cái này là mình kiểu dạng như mình đào cái hố cho nó té các bạn ơi. Đây mình sẽ đào cho thằng này té nè. Ui đứng sau quá đào cũng khó nè. Rồi cho tụi nó đi. Đấy. Té nè em ơi,
khó té lắm bạn, nhìn vậy chứ khó cực kỳ. Đâu có đơn giản đâu, nó nhảy qua kìa, nó nhảy lên nó ghê chứ. Ui, cái này là mình dùng sẻng mình đào, mình sẽ tạo một cái hố khổng lồ để cho tụi nó gọi là té xuống. Mà để té thì cũng hơi khó. Đây. Xuống. Xuống nè em ơi, mình sẽ gọi là cô lập luôn, cô lập chính mình luôn các bạn, không nào tới đây được hết á. Đây mình sẽ cô lập chính mình luôn, đứa nào tới đây. Để nào tới đây không được hết á. Đây. Tới đây không được đâu. Ê. Còn mình với thằng núp. Còn mình với thằng núp này. Thôi bạn ơi, bạn cô lập tôi không có được đâu, bạn đừng có cố, cố quá em quá cố đó. Tới đây nào, nói chuyện tới đây. Nhanh đây. Tới đây, nói chuyện tới đây. Xa quá. Ui trời ơi, căng quá bạn ơi, thanh niên này cũng gọi là khá là bà rồ đấy. Bà rồ mới sống đến bây giờ chứ. Còn cùi sao, à, nó biến mất, trời. Cay thiệt chứ, chỉ còn đúng một lần là mình thắng rồi. Trời ơi, không sao. Cú đấm khổng lồ thấy hơi bị ngu người quá các bạn. Mình sẽ chọn cú đấm robot giống của Lofe hồi nãy. Rồi vô đấu tay đôi này. Solo nè mấy đứa ơi, ngại ngùng gì nữa. Vô đây, chấp nhận lời thách đấu. Ủa khoan, mình đấu với ai vậy nè? Tao lo thuốc ra. Ui, sức mạnh, wow, tay điện các bạn. Đấm một phát một giật te luôn bạn ơi. Sức mạnh ghê thiệt. Sức mạnh tay điện, đấm một phát một là giật tưng luôn. Này thì đấm nè, anh là vua spam nè em ơi. Anh là vua spam nè. Trời ơi, áp đảo đối thủ không làm gì được luôn. Quá là cay. Mình thấy cú đấm này ngầu nè các bạn. Thợ săn tiền thưởng 1200 cú đấm. Rất ngầu luôn. Nhưng mà mình nghĩ là như vậy được rồi các bạn ơi. Không thể nào mà lựa được những cái cú đấm xịn hơn nữa. Tại vì các bạn phải cày thiệt là lâu luôn á. Cày cực kỳ lâu luôn mới được. Nè bây giờ mình đi ngược nè các bạn không? Đi ngược nè. Này thì tới đây. Mình sẽ canh cái này để mình canh nó buộc. Ôi, cú đấm trọng lực. Thôi mà. Làm gì khó vậy? Tới đây em ơi, anh đợi nãy giờ. Đi theo. Ôi da, ai trời. Spam ghê vậy mấy đứa. Spam ghê vậy. Hả? Dính nè, thấy chưa? Chỉ cần dính cái bum. Ai da, nhiều quá, đông quá các bạn ơi. Phải nói là mấy cái đứa mà có cái vòi nè các bạn, là nó cú đấm của nó là cũng mấy ngàn nha các bạn. Hình như là 9000 mấy hay sao á. Đi theo mình làm gì? Mệt quá. Thôi, như vậy là được rồi các bạn ơi. Mình đã thấy chứng minh cho các bạn thấy mình mạnh đến cỡ nào rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và nếu thấy đừng quên lại cho mình một like, một đăng ký, một share, xem báo cáo cao nếu bạn chơi ủng hộ mình nha. Rồi, bye lên thiên đàng luôn rồi. Rồi, hẹn gặp lại sau. Bye bye.